5 biến chứng dễ gặp khi tiêm meso căng bóng da. Mặc dù mang lại những hiệu quả tích cực về da, nhưng phương pháp tiêm meso căng bóng da cũng tiềm ẩn một số biến chứng sau tiêm. 1. Sưng, bầm, chảy máu. Bầm tím da là biến chứng sau khi tiêm meso xảy ra khá phổ biến. Biến chứng này thường gặp ở liệu pháp tiêm meso, filler, botox. Chị em có làn da mỏng, mạch máu sát biểu bì, dễ bị tổn thương hơn khi tiêm. Dấu hiệu sưng và các vết bầm mức độ nhẹ có thể tự hết sau vài ngày nếu kết hợp chườm lạnh hoặc dùng thuốc kháng viêm. Với trường hợp bầm máu diện rộng và sưng đau kéo dài nên thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa. Mesotherapy là phương pháp tiêm vi điểm. Do đó, những người có bệnh lý liên quan đến rối loạn đông máu cần cẩn trọng vì sẽ làm tăng thời gian chảy máu sau tiêm. Tuy nhiên, nếu tiêm đúng kỹ thuật, dùng kim đầu nhỏ và không chạm mạch máu thì phương pháp này gần như an toàn, không gây chảy máu. 2. Kích ứng, dị ứng. Tiêm meso là phương pháp tiêm vitamin, hyaluronic acid, enzyme và chiết xuất thực vật vào da. Vì vậy, dị ứng luôn có thể xảy ra nếu cơ thể bệnh nhân bị nhạy cảm và dị ứng với hoạt chất tiêm. Dấu hiệu phổ biến là sưng đỏ, ngứa ngáy vùng da mặt sau khi tiêm meso, nổi đốm đỏ, mề đay, cảm giác hoa mắt, chóng mặt, khó thở, sưng tấy môi lưỡi. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc phản vệ. 3. Nhiễm trùng da. Tiêm meso tại các cơ sở kém uy tín sẽ phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng với biểu hiện như ửng đỏ, sưng tấy, nóng rát vùng tiêm, đau tại vùng tiêm sau vài ngày, xuất hiện mủ hoặc dịch tiết ra từ vùng tiêm, sờ vào có cảm giác cứng. Nghiêm trọng nhất là tình trạng hoại tử da do tay nghề kỹ thuật viên kém, tiêm không đúng cách sẽ làm tắc nghẽn mạch máu. 4. Phản ứng u hạt. Sau khi tiêm meso, người tiêm có thể cảm thấy được một hoặc nhiều cục cứng dưới da. Những hoạt chất này đã được báo cáo có thể gây u hạt. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp xuất hiện phản ứng u hạt sau khi sử dụng DNA cá hồi, nhau thai cừu và cả HA. Mặc dù u hạt không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu tình trạng kéo dài gây đau, chị em cần đến bệnh viện để điều trị, không tự ý trích đốt xử lý, sẽ để lại sẹo lõm trên bề mặt da. 5. Sốc phản vệ. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline, sốc phản vệ sau khi tiêm meso là tình trạng hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Người gặp tình trạng này thường có một số dấu hiệu ban đầu như khó thở, thở nhanh, thở mệt, thở nặng nhọc, dấu hiệu tim mạch như tăng nhịp tim, mạch nhanh, tụt huyết áp, phát ban nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn, một số người có dấu hiệu như bứt rứt, mệt mỏi li bì, ý thức không tỉnh táo. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người bệnh cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế.